Quế Ngọc Hải quay lại sân cỏ sau chấn thương. Niềm hy vọng chiến thắng Nga trong trận giao hữu sắp tới. Tại giải giao hữu quốc tế LP Bank Cup 2024, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tuyển Nga ở trận ra quân ngày 5 tháng 9 và Thái Lan ngày 10 tháng 9. Đây là hai trận giao hữu quan trọng với tuyển Việt Nam nhằm có cái nhìn tổng quan về lực lượng chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup tiền thân là AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Trung vệ Quế Ngọc Hải hào hứng khi được đối đầu với những đối thủ chất lượng. Đội tuyển Nga đang xếp hạng 33 thế giới. Trong khi đó, Thái Lan là đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đây sẽ là hai trận giao hữu chất lượng dành cho các tuyển thủ Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1993 cho biết hai trận đấu này sẽ là dịp để các tuyển thủ Việt Nam thể hiện những gì tốt nhất. Đây cũng sẽ là cơ hội để ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng như ban huấn luyện, từ đó có được vị trí ở ASEAN Cup diễn ra vào cuối năm. Thông tin trở lại của Quế Ngọc Hải như ngôi sao sáng đem lại niềm hy vọng chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trước trận giao hữu với Nga 20 giờ tối nay ngày 5 tháng 9. Quế Ngọc Hải cũng cho hay, sau những chấn thương, hiện bản thân anh đã có được thể trạng tốt nhất để có thể cống hiến 100% phong độ trong màu áo tuyển Việt Nam cũng như câu lạc bộ Bình Dương. Cùng chờ đón Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội chơi hết mình vào trận đấu tối nay nhé! Ghi cú đút tại La Liga nhưng đó vẫn chưa đủ với cầu thủ Mbappe. Sau bàn thắng ngay trận ra mắt vào lưới Atalanta ở siêu cúp châu Âu, Kylian Mbappe tịt ngòi 3 trận liên tục tại La Liga. Trận đấu với Real Betis không dễ như nhiều người hâm mộ Real Madrid hình dung. Họ vẫn tấn công, vẫn áp đảo nhưng tỏ ra kém duyên trước mảnh lưới đối thủ. Suốt 45 phút đầu tiên, những chân sút thượng thặng của Los Blancos, trong đó có Mbappe bất lực trong việc đưa bóng vào lưới đội khách. Phải đến phút 67, Real Madrid mới có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ đường đánh gót của Federico Valverde, Mbappe thoát xuống nhanh như chớp để đón bóng và dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ thành của Betis. 8 phút sau bàn mở tỷ số, Real Madrid được hưởng phạt đền. Người thực hiện quả phạt đền là Mbappe. Không mắc chút sai lầm nào, chân sút người Pháp nhân đôi cách biệt cho đội nhà và điền thêm một bàn thắng nữa vào thành tích của bản thân tại La Liga. Trở lại với Mbappe, dù vừa có cú đúp nhưng nhìn từ đầu giải, anh vẫn chưa thật sự có phong độ tốt. Trước khi làm bàn, tiền đạo người Pháp đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn. Tính cả trận đấu trước đó, Mbappe đã sút 18 lần. Trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Mbappe rời sân với tràng pháo tay động viên rất lớn từ người hâm mộ Real Madrid trên sân nhà. Anh nói, mục tiêu mùa này phải là những danh hiệu và nhấn mạnh, bản thân phải luôn ghi bàn trong mọi trận đấu. Vận động viên từng bị cá mập tấn công vượt qua nỗi sợ tham dự Paralympic 2024. Nữ vận động viên bơi người Mỹ Ali Chuwit tham dự Paralympic Paris 2024. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2023, hai ngày sau khi tốt nghiệp, Chuwit cùng bạn bè, gồm Sophie Pilkington, cựu đội trưởng đội bơi Yale, đi nghỉ ở quần đảo Tox và Caicos thì gặp sự cố kinh hoàng. Khi đang lặn ở vùng biển thuộc Caribe, cô bị cá mập tấn công, cắn đứt bàn chân và một phần chân. Chuwit sau đó phải bơi 45-70m để quay lại thuyền và thoát chết. Những ngày tháng sau đó với Chuwit thực sự đen tối, nhưng với sự giúp đỡ của gia đình và nghị lực bản thân, cô dần tìm lại chính mình khi xuống nước. Một năm sau tai nạn kinh hoàng, Kình Ngư 24 tuổi sẽ thi đấu ở các nội dung 100m tự do, 400m tự do và ngửa 100m tại Paralympic. Tôi thích những câu chuyện về màn trở lại, Chuwit nói trong cuộc phỏng vấn khác với AP. Tôi chắc chắn đã dựa vào những câu chuyện như vậy từ người khác để giúp tôi giữ vững niềm hy vọng táo bạo và phi thực tế. Là chiến đấu chống lại một con cá mập và sống sót nhưng bị mất một chi và dự Paralympic một năm sau đó. Đáng khen cho nghị lực của một cô gái mạnh mẽ vượt lên nỗi sợ theo đuổi đam mê. Mong rằng cô gái vẫn giữ được sự kiên cường mà đối mặt với những khó khăn còn ở phía trước. Messi, Ronaldo không được đề cử quả bóng vàng 2024. Sáng sớm ngày 5 tháng 9, tạp chí France Football công bố các đề cử cho những hạng mục giải thưởng của quả bóng vàng. Trong đó, quả bóng vàng nam được công bố sau cùng với 30 cầu thủ, điển hình như Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham hay Lamine Yamal. Lần đầu tiên kể từ năm 2003, cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo đều không có tên trong danh sách những cầu thủ được đề cử quả bóng vàng. Hai siêu sao bóng đá vắng mặt ở quả bóng vàng cũng không phải bất ngờ vì họ đều không còn chơi ở châu Âu. Cả 30 cầu thủ đề cử quả bóng vàng 2024 đều đang chơi cho một câu lạc bộ thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ronaldo đã 39 tuổi không ghi bàn nào tại Euro 2024, còn Messi 37 tuổi cũng không quá nổi bật khi Argentina vô địch Copa America. Tiêu chí bình chọn giải vẫn theo 3 yếu tố, gồm màn trình diễn cá nhân,
thành tích tập thể trong mùa 2023 đến 2024 và đẳng cấp. Theo các chuyên gia nhận định, Vinicius và Rodri đang có nhiều cơ hội hơn cả để đoạt quả bóng vàng, với tỷ lệ của tiền đạo Brazil cao gấp đôi tiền vệ Tây Ban Nha. Nếu giành giải, Rodri sẽ là cầu thủ ngoại hạng Anh đầu tiên đoạt quả bóng vàng kể từ Ronaldo năm 2008 cùng Manchester United. Thật tiếc cho hai cái tên huyền thoại như Messi, Ronaldo không thể góp mặt tại đề cử trao giải năm nay. Siêu sao nhảy rào chạy 100m thắng kỷ lục ra 400m rào. Mando Duplantis, vận động viên 10 lần phá kỷ lục thế giới nhảy rào, thắng Carsten Warholm trong sự kiện biểu diễn 100m trước thềm Zurich Diamond League World Class. Duplantis và Warholm so tài trực tiếp trên đường chạy 100m tại sân Lesigran, Thụy Sĩ. Hai vận động viên bước vào sân theo phong cách của các võ sĩ quyền Anh khi cởi bỏ áo choàng khiến đám đông trên khán đài vô cùng phấn khích. Thử thách giữa hai vận động viên bắt nguồn từ những câu chuyện đùa vui vẻ tại Monaco Diamond League hồi tháng 7 năm 2023. Warholm nói rằng Duplantis trông có vẻ chạy rất nhanh, khiến vận động viên nhảy rào người Thụy Điển thách đấu anh chạy đua. Warholm chấp nhận thử thách và nói, với cái tôi và mức độ đánh giá cao về bản thân, tôi phải nhận lời. Vấn đề lớn nhất là việc Duplantis sẽ phản ứng thế nào khi xuất phát so với Warholm, chuyên gia chạy nước rút và vượt rào. Vận động viên nhảy rào Thụy Điển cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi dẫn đầu từ khi xuất phát đến lúc băng về đích. Duplantis chiến thắng với thành tích cá nhân tốt nhất là 10 giây 37, phá cột mốc 10 giây 57 được anh thiết lập vào năm cuối trung học năm 2018. Warholm cũng đạt thành tích tương tự với 10 giây 47, phá cột mốc 10 giây 49 được thiết lập năm 2017, nhưng vẫn thua xa Duplantis. Theo giao kèo, do thua cuộc, Warholm sẽ phải mặc đồng phục Thụy Điển khi thi đấu 400m rào tại Zurich Diamond League hôm nay ngày 5 tháng 9. Lực sĩ Lê Văn Công giành huy chương đồng Paralympic 2024. Vừa qua, lực sĩ Lê Văn Công của Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam thi đấu tại Paralympic 2024 ở chung kết hạng cân 49kg nam môn cử tạ. Đối thủ số 1 của Lê Văn Công ở nội dung này là Omar Karada, người Jordan, do cả hai đã từng giành huy chương vàng tại Paralympic. Tuy nhiên, tại Thế vận hội năm nay, lực sĩ của Việt Nam không có được thể trạng tốt nhất khi Lê Văn Công chưa phục hồi hoàn toàn sau chấn thương. Ở lượt nâng đầu tiên, đại diện của Việt Nam dễ dàng thành công với mức tạ 171kg, trong khi hai vận động viên Abdullah Kazapina, người Thổ Nhĩ Kỳ, và Omar Karada lần lượt nâng thành công mức tạ 172kg và 175kg. Ở lượt thứ hai, Lê Văn Công không thành công khi nâng mức tạ 176kg. Đến lượt thứ ba, anh đăng ký mức tạ 181kg nhưng vẫn không thành công. Thành tích được ghi nhận của Lê Văn Công là 171kg. Kết quả này giúp anh giành huy chương đồng. Huy chương vàng và huy chương bạc lần lượt thuộc về Omar Karada và Abdullah Kazapina. Người giành hạng 4 là Nano Tunko, người Hungary. Lê Văn Công cũng là người mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tại Paralympic 2024. Xin chúc mừng anh khi đã đem huy chương đầu tiên về cho nước nhà và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của anh tại giải thi đấu lần này. Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt đã có buổi làm việc với Liên đoàn Pickleball châu Á về công tác phối hợp hoạt động và phát triển Pickleball tại Việt Nam. Theo đó, trong thời gian qua phong trào Pickleball đã có sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, nhanh chóng thu hút sự hưởng ứng, tham gia tập luyện của đông đảo người dân. Đây được xem là tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của môn Pickleball trong thời gian tới. Với những yếu tố khả quan trên, trong buổi làm việc, Hiệp hội Pickleball châu Á và Cục Thể dục Thể thao thống nhất sẽ lên phương án hỗ trợ công tác đào tạo huấn luyện viên, trọng tài. Từ đó, giúp đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài nắm rõ về luật thi đấu cũng như có bằng cấp tiêu chuẩn châu Á. Ngoài ra, phía Hiệp hội cũng có thể có chuyên gia tới Việt Nam chia sẻ các kinh nghiệm về công tác tổ chức giải đấu. Về phía Cục Thể dục Thể thao, Cục trưởng Đặng Hà Việt cho biết, các đơn vị chuyên môn đang xây dựng các chương trình chuyên môn, kế hoạch để thành lập bộ phận quản lý chính thức môn Pickleball. Dự kiến vào tháng 10 tới đây, Cục Thể dục Thể thao lần đầu tiên sẽ tổ chức giải vô địch Pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2024. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra ở Thái Bình. Cộng đồng người hâm mộ bộ môn Pickleball tại Việt Nam đang từng ngày ngóng chờ bộ môn thể thao mới lạ có giải đấu hấp dẫn sắp tới đây.